làm sao để có một nụ cười tỏa nắng ở chiếu đèn nào? Đấy, tôi nói rất thật chứ không đùa đâu. Đúng là cái gì cũng có trên đời là có thật. Chiếc đèn chiếu sáng hàm răng, nó có một cái bảng vi mạch điện tử nho nhỏ bên trong. Nó đã kết nối sẵn cho mình rồi, hai pin cúc này và 1, 2, 3, 4 con đèn. Và cái chỗ này là để có ngách, đây là để lắp vào răng. Và cái này thì nó bằng silicone, cho nên là khi lắp vào răng thì không sợ bị đau đâu. Làm sao để bật cái đèn này lên? À, dí vào. Úi giời. Và bây giờ thì lắp vào răng nhá. Của nợ này nó khá là to so với cái hàm răng của mình ấy. Lắp vào nó bị cậy. Để lắp thử, lắp người lên trên. Hello em, ăn à cơm ơi, nhìn ăn khá khá. Lắp cái này vào thì xác định là không nói chuyện được cái gì cả. Để có một hàm răng trắng sáng tỏa nắng đi tán gái thì đánh răng thật đều. Chứ còn dùng cái này thì vào em, ăn à cơm, không nhìn được cái gì cả. Ok. Mọi người ạ, mình vừa thiết kế lại những cái đồ trong nhà mình toàn là thông minh cả. Đèn cảm ứng các kiểu thông minh hết. Để mình thử cho mọi người xem nhá. Xong chưa? Hơi mỏi tay rồi đấy. Để cho mọi người đỡ bảo mình nói phép thì mình đã order về đây một chiếc đèn LED gắn tường cảm biến thông minh không dây. Đèn tròn nhỏ, xinh xắn, nằm gọn trong lòng bàn tay, có mắt thần ở giữa, ổ sạc và công tắc chuyển đèn ở bên thành. Có cả hai chế độ là đèn vàng và đèn trắng. Khi chúng ta sạc, nó sẽ báo đèn nhấp nháy màu đỏ và khi báo xanh là đã đầy. Ta dán miếng có gắn băng dính này lên tường. Miếng này là nam châm kết nối với cái miếng ở mặt sau của đèn đấy. Đèn này mình phải tắt điện thật tối nó mới hoạt động nhá. Ánh sáng nó phát ra thì rất là ok. Nếu ta không đứng ở đó mà đi khuất thì tầm 10 giây sau bóng đèn sẽ tự tắt. Nó có thể bắt được người đi qua từ khoảng cách 5 cho đến 8 mét. Thấy quảng cáo là pin của đèn này có thể dùng được 3 tháng nếu như chúng ta sạc đầy. Sản phẩm ok nhá. Một like nhá. Không rồi. Ôi trời ơi, con hết tiền để mua đồ review rồi. Xin về hãy cho tôi một phần. Thấu hiểu sự tham lam của mình nên là ông giời đã ship cho luôn hai cái spinner có đèn LED, lại kèm luôn cả bút bi viết chữ nữa. Hình dáng của nó thì cứ như cái bình ga dài ấy, một đầu có gắn đèn, còn đầu kia thì chắc chắn là đầu bút rồi. Để mở được đèn thì chúng ta chỉ cần tháo cái lẫy khóa của nó ra, ấn vào một cái là đèn sáng thôi. Để dùng bút thì ta chỉ cần xoáy cái đầu còn lại là sẽ thấy ngòi bút từ từ nhô ra. Ruột mực thì chắc chắn là ngắn cũn ngắn cỡn rồi, nhìn thân nó thế này cơ mà. Mực bút và nét chữ thì êm, to, viết dễ. Mình sẽ tắt điện đi để chơi spinner trong tối xem nó thế nào nhá. Ui, ảo ma Canada không này. Spinner xoay tít nhìn đẹp thật sự luôn ý. Nhấp nha nhấp nháy đèn LED vui thôi rồi luôn. Tí nữa thì mình đã đánh giá thấp nó. Ok đấy, vui vui vui. Nào, các spinner, có ai dám ra đây chơi thách đấu với tôi nào? Ra đây, tôi không chấp hết. Hello anh em, hôm nay tôi sẽ review một món đồ. Và đây, món đồ hôm nay Tom review chính là một chiếc đèn pin được quảng cáo là siêu sáng. Người ta cho kèm dây sạc thôi, còn pin cục này là mình mua thêm. Nhìn thiết kế bên ngoài của nó rất là cứng cáp và đẹp, nhìn gần giống như là một chiếc ống kính của máy ảnh. Có thể chỉnh kích thước tiêu cự bằng cách kéo ra kéo vào chỗ cổ đèn. Trong này người ta có thêm một lõi pin hỗ trợ nữa. Nếu như mình không dùng pin to kia thì mọi người có thể thay thế bằng 3 pin tiểu nhỏ. Mình mua pin to rồi nên mình sẽ lắp pin to luôn. Ấn cái nút tròn tròn trên thân là dùng được rồi. Đèn xanh báo hiệu này, nó sáng lòa mắt luôn ý. Đừng ai dại mà bật đèn chiếu thẳng vào mặt nếu không muốn làm mắt mình bị tổn thương nhá. Nó có nhiều chế độ khác nhau, như là chế độ sáng thường, chế độ chớp và chế độ nhấp nháy theo từng tốc độ một. Cứ mỗi lần chuyển chế độ là ta cứ ấn vào cái nút tròn thôi. Mình thấy ý, với cự ly gần thì nó sáng khỏi phải bàn luôn. Nhưng mà không thể vi diệu như quảng cáo được. Soi sáng cả một không gian rộng như cánh đồng thì không thể. Nói chung là dùng ok mọi người ạ. Khi bạn bị cách ly ở nhà mà lại thèm đi quẩy. Đây là một thanh đèn LED cảm ứng theo âm thanh nhá. Màn hình LED dài hơn 20cm. Phía sau là các nút điều khiển và dây sạc. Nó đã bị cạn pin rồi, đi sạc pin đã nhá. Và mắc của nó là 4 cọc pin. Mình sạc đến lúc này là gần 1 tiếng đồng hồ thì đã gần đầy. Thế là sạc nhanh hay chậm mọi người nhở? Thôi vào việc chính nào. Như mọi người thấy thì cái thanh này nó sẽ nhảy theo cái âm thanh bên ngoài mà nó cảm ứng được. Phía sau này ý, cái nút power này là bật rồi này. Ở trên này là cái nút color là đổi màu này. Đó, màu xanh, màu đỏ này, đây là các loại màu luôn. Tiếp này, màu vàng này, cái mode speed này này là cái chế độ mà nhanh chậm mọi người nhá. Đấy đấy đấy, là cái thay đổi cái hiệu ứng nhấp nháy đây này. Ok, và bây giờ mình sẽ bật một cái đoạn nhạc lên nhá. Một cái thanh này thì quẩy không vui, nhưng mà 100 cái thanh này thì nhà cũng là thành quán bar luôn. Một like nhá. Tôm ơi, cả Việt Nam này chị nể mỗi em. Em Tôm rất đẹp trai. Em review đồ chơi giáo dục cho con chị với. Thank you.
Rồi, em biết tiêu chí của các bà mẹ bỉm sữa là phải ngon, bổ, rẻ, chất lượng. Được, vậy thì chị mua đèn pin chiếu hình thông minh cho bé nha. Nhìn cái ổ pin ý là biết ngay dùng pin cúc. Và nó chỉ là một cái đèn flash bình thường thôi. Nhưng cái chỗ cổ được thiết kế để có thể đưa các thẻ hình vào bên trong. Mỗi tấm pin sẽ có 8 hình, từ động vật, xe cộ, đến nghề nghiệp hay gì cái gì cũng có. Chị muốn dạy con về thứ gì thì chị mua pin có hình đấy. Giá thì rất rẻ, không bằng nửa bát phở nữa. Nhìn lại thô sơ, nhưng mà chiếu lên lại cực kỳ rõ nét. Ảnh đẹp ơi là đẹp luôn nhá, như là đang được xem TV màn hình phẳng công nghệ mới chứ. Đấy, thế là cứ mỗi buổi tối là tắt đèn, chiếu phim lên tường cho con tập đánh vần với lại đoán hình. Vừa tiết kiệm được tiền điện, vừa dạy được con học, mà lại còn tăng thêm khăng khít tình nghĩa mẹ con. Một công là đôi ba việc luôn, cứ phải gọi là được ló. Đúng chị? Ok chị nhá, tôm đẹp dài, máy đỉnh. Ngủ cũng là một bộ môn nghệ thuật, con người ngủ thế nào cho chắc ý thì mới xứng đáng là một nghệ sĩ. Để có một giấc ngủ chill thì không thể nào thiếu được những bé đèn ngủ phù hợp. Tôm đã tìm và đặt về một lô các em đèn ngủ silicone vì nó có rất nhiều hình thù con vật, đồ vật khác nhau cu te dễ sợ. Tôm có mấy hình như là con ma này, con thỏ này, cá heo này, đám mây và một ông mặt trời hai má đỏ hơi hơi. Mình cứ nghĩ là nó nhỏ tí hin chỉ bằng 2-3 ngón tay thôi nên là mới đặt về nhiều, chứ không nghĩ là nó lại to thế này đâu. Chất liệu của nó làm bằng silicone cứng và chạy bằng 3 pin cúc. Ta chỉ cần rút cái tờ giấy chắn pin ở dưới đế và bật công tắc lên là đèn sẽ sáng rồi. Có cả đèn vàng này, đèn trắng này, đèn xanh, rất là đa dạng. Ánh sáng nó phát ra rất là vừa mắt và không gây chói. Loại này không dùng điện nên là rất an toàn và không lo lắng gì cả khi đặt ở phòng của các bé. Nói chung ý là hôm nay chim ưng cái sản phẩm này đấy. Một like. Mấy giờ nhỉ? Mọi người đâu nhỉ? Nghệ sĩ riêng. Lại tiếp tục đập hộp đồ chơi tuổi thơ cho tất cả mọi người đây. Mà trên tay Tôm bây giờ đang là chăn chóng chuồn chuồn mọi người nhá. Cái loại này hồi bé bé là ông nào cũng thích luôn á. Bây giờ thì nó hiện đại hơn, có cả đèn led này. Tôi mua rất là nhiều luôn, đủ các màu. Thiết kế của cái đồ chơi này thì nó rất đơn giản thôi, gọi là hai cánh chuồn chuồn, lắp cái thân cây này vào, khuấy là có đèn này, khuấy nhẹ tay là có đèn nhé. Và bây giờ hãy cùng Tôm chơi với những chiếc chăn chóng chuồn chuồn này nhá. Đáng lý cái chăn chóng chuồn chuồn này thì chúng ta phải chơi ở những cái khoảng không gian rất là rộng thì mới phát huy được hết cái tính năng của nó. Còn chơi ở trong phòng này, mình nhẹ tay quá thì nó không bay được, nó cứ giật giật ấy. Mà mạnh quá thì nó lại bị chạm trần. Khi chúng ta chơi trò này lâu thì tay chúng ta rất là dễ bị rát, bởi vì ma sát khi chúng ta chơi nó tạo ra rất là lớn. Một số con này nó còn bị chập trần đèn nữa mọi người ạ. Kiểu như là khi tiếp đất ấy, cái lực tạo ra nó mạnh quá nên là hỏng đèn, mỏng manh dễ vỡ á. Vẫn là câu nói cũ, Tôm quay trong chóng thách thức mọi đối thủ. Hết dịch, các bạn sẽ đi đâu đầu tiên? Con nói gì cơ? Đúng rồi, đi quẩy. Và hôm nay Tôm sẽ review một phụ kiện cho các dân tay không thể thiếu khi đi chill nhá. Đó chính là mắt kính đèn led. Loại Tôm order ngày hôm nay Tôm đánh giá là có kiểu dáng khá đẹp và chất. Mắt kính to vừa phải, gọng nhựa chắc chắn. Trên gọng đeo của kính thì có cái nút nhỏ xíu vậy nè. Để khởi động thì mọi người hãy ấn nó tầm 3 giây, sau đó nhả ra là đèn sẽ sáng rồi. Đèn led sẽ sáng liên tục tạo nên những hình thù rất thú vị. Muốn đổi hình thù thì chúng ta tiếp tục ấn nút đen, nhưng mà ấn nhẹ rồi nhả ra thôi nhá, chứ không cần dí lâu đâu. Một cái kính như vậy thì người ta cài đặt nhiều hình lắm, phải trên một chục hình cơ. Mọi người khi vào chỗ tối sẽ nhìn thấy rất là ảo và đẹp luôn ý. Hạn chế của cái sản phẩm này là nó chỉ có một màu duy nhất chứ không biến đổi 7 sắc được. Ok đấy, chuẩn bị lên sàn thôi nào anh em ơi. Ừ.